Thưa quý vị, và tiếp sau đây chúng tôi xin giới thiệu quý vị một cô ca sĩ có thể nói có giọng hát làm say đắm lòng người. Vì sao? Cô vào nghề chuyên nghiệp và đi hát khắp mọi nơi, tham gia nhóm ca sĩ trẻ của thành đoàn có thể nói cũng gần 15 năm. Sau đó cô bén duyên với điện ảnh và nổi tiếng hơn sau bộ phim Xe Lăn đoạt giải vàng phim ngắn vào năm 2002. Thưa quý vị, và hiện nay cô vẫn tiếp tục đóng phim và nhận chứng chỉ loại giỏi sau thời gian kiên trì học lớp phát thanh viên của trường phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Thanh Bạch muốn giới thiệu ngay sau đây một tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên được mang tên Mùa Thu Cho Em. Mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của ca sĩ Phương Dung sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Phương Dung xin kính chào quý vị. Oh,